Nếu bạn đang tìm một cửa hàng thú cưng thì Anipet là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Địa chỉ này cung cấp các loại chó mèo cảnh như Poodle, Corgi, mèo Anh lông ngắn, Fox sóc, Pom Thái và còn nhiều loại khác. Bên cạnh đó thì Anipet cũng là một địa chỉ bán thức ăn cho chó mèo cùng với phụ kiện khác như là quần áo, ba lô, giỏ sách vận chuyển và nhiều loại phụ kiện khác. Ngoài ra, cửa hàng còn cung cấp dịch vụ chăm sóc thú cưng như spa tắm, cắt tỉa lông cho chó mèo, khách sạn cho chó mèo và các dịch vụ chăm sóc khác để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho các vật nuôi của bạn. Ưu điểm lớn nhất của Anipet chính là hỗ trợ bảo hành sức khỏe, tư vấn cách chăm sóc, nuôi dưỡng thú cưng của bạn một cách khỏe mạnh và đáng yêu nhất.